Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nha. Hôm nay bên em lại giới thiệu cho tất cả các bác, tất cả anh em về mấy cục máy nha. Hôm nay em về được cục quay thái 110 này. À, và quay thái 110 nha các bác nha. Thì hôm nay em giới thiệu các bác một cục CD90, hai cục CD90 nha các bác nha. Cục quay thái 110 và cục máy quay Honda 100 và một cục máy quay thái 125i. Đấy, nó gọi là quay thái nhưng mà từ một lát em giới thiệu sâu để các bác ngắm được nhá. Thì ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá, là em là Quyết, em Bắc Giang nhá. Ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364 011683 và 0983 198883 và 0915 198883. Thì bên em đều có mã và giá tiền nhá. Thì anh em ưng được cục nào thì anh em lấy cục đấy. Đấy thì lấy cái kia Tuấn ơi. Lấy cái lõi ấy kìa, lấy cái này bẩn lắm. Đấy thì bên em đều có mã và giá tiền nhé, anh em vừa xem kỹ nhé. Còn anh em chưa mua, anh em cứ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Sau có video là hay thì anh em có thể xem qua được. Rồi đầu tiên thì bên em giới thiệu các bác một cục máy quay thái 125i này. Đấy, con này zin, con này máy cực vịt vip luôn. Đấy, con này thì nói chung với các bác là nó, em nói là quay thái 125i nhưng mà đây là nó là dòng con của sản xuất tại Trung Quốc nhé. Honda sản xuất tại Trung Quốc. Thì cái form máy đầu bóng hơi nó giống y hệt 100% con máy uê thái 125i của các bác nha. Nếu các bác ở trong Sài Gòn thì hay chơi uê thái 125i, chứ còn ở ngoài Bắc thì em nghĩ cũng là ít ít, không có nhiều đâu. Thì con này máy zin nguyên bản nhá. Thì để một là cho các bác vào lên đời con thành uê thái thì anh em có thể lên con này nhá. Thì là vừa đẹp và giá rất là hợp lý, 4.300.000 đồng bao ship cho anh em. Đấy, 4.300.000 đồng. Con này là mã S4 nha các bác nha. Con này là mã S4, giá 4.3 bao ship, bớt cho anh em 100. Đấy, có cái hãng Wuzhang này. Wuzhang của để hợp tác với lại Honda để sản xuất ra một cái dòng máy như này thì 100% máy là của công ty Honda hết các bác nhá. Đây côn còn chưa chỉnh. Form máy 100% nhá, giống y hệt như vậy luôn. Đây, đầu bò ống hơi. Nó sẽ chạy rất là tốt và êm. Chế Kenhin. Con này kèm theo cần đạp, cần số, mới chế vào khí nhá. Giá 4.200.000 đồng bao ship cho anh em. Đấy, hoặc là anh em về có con Funel 125 ấy, mà anh em mà máy nó kém quá rồi thì anh em lên mua con này về anh em gắn cái là ăn rồi. Chạy rất là bền nhá. Đấy, con này thì anh em, con này đời 2017 này. Máy rất là đẹp nha các bác nhá. Em bảo tại sao các bác biết là ở bên Trung Quốc nó cũng rất là chuộng Honda, nhưng mà ở vùng cao, vùng núi thôi. Gia đình điều kiện kinh tế thì nó sẽ, xe này nó sẽ đắt hơn cái xe của tàu kia, nên là người ta cũng rất là chuộng nhá. Các bác ở cứ bên tàu không Honda không phải các bác nhá. Honda bên này rất là nhiều luôn. Đấy, vì máy chất lượng mà. Rồi con này 4.2 các bác nhá. Bên Trung Quốc nói chung là như thế thôi, nhưng mà thật sự các bác là cái dòng xe BMW, Audi hoặc là Camry hoặc Toyota họ chuộng rất là nhiều. Volkswagen nhé, còn cái hãng xe tàu thì nó dành cho những người nào phân khúc ít ít thôi, chứ còn họ giàu họ vẫn chơi rất là nhiều cái loại xe đắt tiền, kể cả như Honda ấy thôi. Đấy, tại sao bên họ vẫn sản xuất Honda nhé? Vì thị trường nó hơn 1 tỷ dân nên là những Honda rất là nhiều, nhưng mà họ theo quy chuẩn ở bên họ, hoặc là họ làm thế nào cho giá thành mà nó không đúng form mà và bán cho Việt Nam hoặc là ở thị trường Thái Lan các bác nhá. Đấy. Con này thì giờ đang chào bán con này zin hết các bác nhá. Em quay máy mộc zin đét luôn. Honda nhá. Không phải lúc nào cũng nhái được cái chữ Honda các bác nhá. Là hàng chính hãng mới có chữ Honda. Đấy, con này là đời 2012. Đấy, con này giá 3.9 thôi. Đấy, 3.9, con này là mã S1 các bác nhá. 3.9, em bớt 100 còn 3.8. Con này nó là dùng điện lửa bình nên là chạy rất là êm và bốc nhá. Thì nó theo quả chế nữa. Đây, chế theo của nó đây các bác nhá. Đấy, chạy rất là ngon luôn. Đề nhẹ cái lỗ, nếu mà so dòng kho thánh thì em cứ, anh em cứ bảo là xoay cánh khập khiễng, nhưng mà em thật lý riêng mà chạy con này với con Dream Thái thì con này chạy chất hơn nhiều. Đấy, chạy rất là ngon. Đấy, máy móc về quy chuẩn, với lại thứ hai nữa là có đầu bò ống hơi để chạy rất là ngon nhá. Đấy, máy rất là ngon luôn. Thì con này giá đang bán 3.8 bao ship nhá. Thì anh em có thể lắp cho xe Way, xe Jim, xe Cup, xe Win. Anh em lắp đề nhẹ cái lỗ thôi. Mà hàng là hàng chính hãng nhá. Nếu hàng của Thái Lan hoặc là hàng của Việt Nam thì nó có chữ là bò HVN hoặc là ET, nhưng mà bên này nó đóng dấu Hoa Thị này. Đấy, Hoa Thị nó có số ở đây. Hơi thì vẫn là hơi xịn rồi, tất cả là đồ xịn hết các bác nhá. Đấy, quy chuẩn của nó như vậy.
mỗi thị trường nó một loại khác nhau. Thì con này em bán rất là nhiều thôi. Từ lúc em bán rồi em phải bán được 2.000 con này rồi. Đấy, anh em xem kênh của bên em biết đấy, ngày nào bên em cũng bán đi 3-4 cục cơ. Đấy. Rồi, em qua mã nhá. Con này S1 giá 3.800.000 nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác con siêu phẩm này. Đấy, siêu phẩm nha các bác nha. Con này là con A611 này. Con này là con Uy Thái 110 này. Uy Thái 110 các bác nhá. Con này thì đây anh em nhìn thấy zin chưa? 100% zin nha anh em nhá. Những con ốc led căng luôn này. Chưa vết vặn nha các bác nhá. Đấy, nét căng, chưa vết vặn. Con này điện thì nó tháo ra rồi nhá. Điện tháo rồi kiểm tra. Đấy thì anh em nào có nhu cầu bên em sẽ gửi ảnh cho và clip lổ. Con này rất là ngon nha anh em nhá. Đấy, con này zin nét 100% này. Con này giờ em đang chào bán giá 14 triệu các bác nhá. Đây, cốt máy này. Cốt máy rất là đẹp nha các bác nhá. Cốt máy rất là đẹp. Và thứ hai nữa là con này em bỏ keo lến vào đây để cho nó kín nha các bác nhá. Và thứ hai nữa là bên em zin 100% nha các bác nhá. Con này côn ấy là tình trạng như này này, là em mua con máy đắt tiền nên em phải bỏ ra em kiểm tra côn xem là bị thay chưa. Đầu bò thì ok rồi. Nhưng mà em phải tháo ra thì em phải thay cái răng khác. Đấy. Thế nên là nhiều các bác là cứ lưu ý, tại vì về các bác mua của em cũng được, anh em bỏ ra tháo kiểm tra cũng được. Đấy, tháo ra kiểm tra cũng được nha các bác nhé. Thì con này em phải, vì máy nó đắt mà, mỗi lại con này em chắc lãi được 300.000 thôi. Đắt nên em phải tháo con ốc này. Đấy, tháo từng con ốc ra em kiểm tra xem là côn nó còn zin hay không. Đấy, nếu mà côn không zin thì không bao giờ có cái giá tiền anh em nhé. Thế nên này em bán là em cũng phải rất là chỉnh chu và ngon lành thì bên em mới có mua nhá. Con này đầu bùa ET4 này. À, củ đề rồi tất cả mọi thứ đều zin hết. Cái này giá em bán 14 triệu. Em bớt các bác 200 đổ dầu còn 13.800.000 nha anh em nhá. Đây phun dàn điện cho anh em này. Đấy, riêng cái dàn điện là anh em mua ở ngoài còn rất là khó nhá. Đấy, dây điện IC con nạp này. Đấy, toàn đồ Thái hết anh em nhá. Đấy, make in Thái Lan này. Con này máy rất là ngon nha các bác nhá. Đấy, chả mấy khi em mua được con này đâu. Con này chế ken hin này, chế 110 và lọc gió, bầu lọc gió hết của nó. Cần đạp, cần số. Ô, cần đạp đâu nhỉ? Kia. Đây, để cho các bác nhá. Cần đạp, cần số của nó đây. Đấy, rất là đẹp luôn anh em nhá. Đấy. Đấy, tình trạng bao luôn cho anh em là 100% zin nhá. Đấy, còn mỗi cái lắp tô con này nó bỏ ra đây. Nếu mà anh em mua mà anh em thích thì bên em vẫn tháo ra cho anh em xem là côn của nó zin như thế nào. Đấy, chứ còn để không phải là em tháo ra mà em thay thế đâu, không có. Anh em về có muốn kiểm tra được, nhưng mà mỗi tội nước sơn hơi xước. Về anh em vào cái con đắt tiền thì anh em lên là bỏ ra vệ sinh lại hết một loạt. Và thứ hai là sơn lại cho nó đẹp. Đấy. Con này A611 các bác nhá, là giá 14 triệu bớt 200. Đấy, còn con này zin đét đẹp 100% nha anh em nhá. Con này quá đẹp luôn. Đấy, anh em cái điện này thì cũng em cũng phải tháo ra để xem kiểm tra điện nhá. Đấy, cái phần nào mà không tin tưởng lắm thì anh em có thể tháo ra kiểm tra, chứ còn không phải là tháo ra mà là mất zin anh em nhá. Đấy, còn cốt yếu bên trong của nó 100% là côn của nó xịn 100% nha anh em nhá. Đấy, anh em nào cảm thấy ok được anh em mua nhá. Chứ bây giờ máy Uy Thái này em thật các bác kiếm như là mò kim đáy biển luôn, nó toàn phải tháo ra những con zin, tháo những con đắt tiền các bác nhá. Rồi, giới thiệu các bác một con thứ tư ngày hôm nay, đó là con Honda CD90. Con này máy VIP rồi. À, con này đầu chạm rồi. Đầu chạm nhá. Đầu chạm, con này thì đây, Mitsuba hết nhá. Con này bán giá rẻ này. S5 giá 4 triệu 2. 4 triệu 200 nghìn đồng, bớt 200 còn 4 triệu. Đấy, anh em nhá. Theo cần đạp cần số mang cá này. Mang cá các bác nhá. Cần đạp cần số mang cá. con này thì nói chung là các bác yên tâm nhá. Anh em khi mua những cái con hàng này, bên em đều có clip lổ đàng hoàng hết cho anh em xem. Clip lổ hết những con, với cái như con này. Con này báo em báo chạm đầu này, nhưng mà côn zin nhá. Chạm đầu côn zin. Đấy, anh em nhìn chạm đầu côn zin. Máy móc rất là ngon. Con này 4 triệu 2 bán còn 4 triệu anh em nhá. Rồi. Em giới thiệu con cuối cùng ngày hôm nay. Con này máy siêu vép, nép là led và siêu VIP. Con này zin toàn bộ cho anh em nhé. Con này cốt máy anh em nhìn này. Đấy, trải qua anh em phải đến tầm 3-4 chục năm này. Anh em nhìn này, cốt máy nó còn đẹp này. Con này dường như là để không 100%. Đấy, những con ốc này rất là đẹp nhé. Đấy, vô lăng của nó em để ngoài nó hơi han một tí thôi. Chứ anh em con này, đây anh em nhìn con ốc này. Đấy, còn em bán thì em tải chi tiết luôn.
chứ không phải em chụp vội mấy bức ảnh em gửi cho các bác đâu. Không có, bên em đều quay chi tiết hết, ngon lành cành đào hết các bác nhá, quay chi tiết ngon lành hết ở bên em. Mê. Đây. Số má còn rất là ngon các bác nhá. Đấy. Anh em nhìn thấy từ cái con ốc này, em quay rất là đẹp này, gần như là mới luôn. Đấy, gần như là mới nhá. Con này là S6, con này 8 triệu bớt 200, còn 6 còn 7 triệu 8 anh em nhá. Đây. Những con ốc đầu bò zin nhá, 100% nhá. Đấy, lắp cam cò này. Đấy, con này quá là zin luôn. Đấy, con này quá đẹp anh em nhá. Em mua giá cao rồi. Lãi được 2-300 rồi là bên em cho lên đường hết nhá. Đấy, con này thì zin toàn bộ. Đấy, dành cho các bác nào chơi Honda CD90. Con này nó hơi bị sức sức một chút này. Đấy. Côn zin anh em nhá. Côn của nó quá zin luôn. Đây, cái này vẫn còn ống vàng vàng này. Đấy, đều rất là ngon hết các bác nhá. Thì con này máy zin và đã kèm theo bộ chế nữa, chế ken zin này. Riêng chế anh em mua ngoài tầm 1,5 triệu rồi. Đấy, 1,5 triệu con chế này. Cổ 1983 này. Đấy. Anh em ưng được con CD90 thì bên em có clip lỗ nhá. Máy móc cực kỳ ngon. Con này giá 8 triệu nha anh em nhá. S6 anh em cảm thấy ok được con này thì anh em mua nhá. Còn con này thì em thật đây này. Đấy. Cái quả nó chạy quá là ngon luôn. Quá phê anh em nhá. Con này còn chưa tháo cả vô lăng cơ. Rất là đẹp. Theo cần đạp cần số chế khí mang cá. Rất là ngon luôn. Rồi em kết thúc video ở đây. Anh em có nhu cầu muốn mua máy thì alo trực tiếp cho bên em nhá. Quý Bắc Giang 0364 011683 và 0983 198883 nha anh em nhá.